sinh đại học cao đẳng trung học Biên Hiệp. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự chào đón một giọng ca đoạt giải nhất liên hoan văn nghệ Trần Cần lễ đón năm mới của người Chăm được tổ chức vào tháng 5 năm 2009. Một tràng pháo tay chào đón anh Trần Cần với bài hát Thầy Thoại Công Me. Rau bi bi mong lan, ca chan ba ki ba can, thum ba sai mu cay, ngum. Một tôi
trời kia.